Rồi xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn nhanh cho anh em cách để chúng ta ẩn được cái tin nhắn ở trên Messenger nhé. Thì cái bước đầu tiên là tất nhiên là chúng ta sẽ mở Messenger lên. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tìm đến một cái tin nhắn mà chúng ta muốn ẩn đi nhé. Chẳng hạn thì mình sẽ ẩn cái tin nhắn với cái người bạn này. Đó, các bạn nhấn giữ vào này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào lưu trữ. Đó, ngay lập tức thì cái tin nhắn với cái người đó nó sẽ mất đi nhé. Để tìm lại cái tin nhắn á, thì anh em sẽ vào cái mục tìm kiếm này. Rồi sau đó thì anh em sẽ tìm cái tên của người mà chúng ta vừa mới ẩn á. Và như ban nãy thì đây là cái tên của anh đó nhé. Nó sẽ gợi ý ở dưới này. Và nếu không thấy thì anh em cứ tìm trên này nhé. Đó, sau đó thì chúng ta nhấn vào thôi. Rồi, và để hiện được cái tin nhắn ra lại á, thì anh em sẽ gửi một cái tin nhắn bất kỳ đến cái người bạn này nhé. Đó, gửi đi. Rồi thì ngay lập tức thì chúng ta quay trở lại á, thì chúng ta sẽ thấy lại cái tin nhắn nhé. Thì đây là một cái mẹo nhanh để chúng ta có thể ẩn được cái tin nhắn ở trên Messenger ha. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích ấy, thì hãy để lại cho mình một like này, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.